Có lẽ sau một năm biến động vì dịch bệnh thì câu chuyện đoàn tụ với gia đình lại trở nên khó khăn hơn với những người xa quê. Xuất phát từ câu chuyện ấy thì hai nghệ sĩ trẻ là Suni Hạ Linh và Hoàng Dũng vừa ra mắt MV rất ý nghĩa dành cho nơi chở che mình trong những năm qua với tên gọi Cảm ơn nhà. Sản phẩm âm nhạc là sự lồng ghép của ba câu chuyện: một chàng trai sống cùng gia đình, một anh chàng độc thân cùng thú cưng sống xa nhà và cặp đôi trẻ chia sẻ những buồn vui trong không gian gia đình ấm cúng. Dù khác nhau về bối cảnh, điểm chung của họ là sự kết nối với người thân qua chiếc TV. Đó cũng là cỗ máy chứng kiến những hoạt động gặp gỡ kết nối của các thành viên trong gia đình. Xuyên suốt MV, người xem dễ dàng bắt gặp những hình ảnh thân thuộc như là ba mẹ cùng nhau tập thể dục, nấu ăn, những đứa con được chăm sóc bởi bàn tay ấm áp của mẹ và tình yêu thương của ba. Ngoài ra đó còn là câu chuyện đôi vợ chồng trẻ chuyển sang nhà mới, từng bước xây dựng tổ ấm của riêng mình.